Review sản phẩm. Mẹ ơi, ngày mai ở lớp con sẽ viết thư cho ông già Noel đấy mẹ. Vậy sao? Thế con định viết gì nào? Bí mật ạ. Để đúng bữa tiệc Giáng sinh, ông già Noel sẽ tới và phát quà cho tụi con. Phải ngủ sớm cho ngoan, ông già Noel mới tặng quà chứ. Cậu viết thư nhanh vậy? Cậu đã xin ông già Noel món quà gì đặc biệt sao? Mình xin một món quà nhỏ thôi. Xem cô nhóc tiếp theo thích gì nào. Bé Thi muốn một chiếc đĩa bay điều khiển từ xa màu xanh, có 4 cánh quạt. Bé Nhã Vi muốn một căn nhà búp bê có đủ giường, tủ, quần áo, gương lược và cả bếp nấu ăn. Bé Tú xin ông già Noel một bộ đồ trượt ba tin có kèm cả mũ đội đầu, đồ bảo hiểm khớp tay và đầu gối. Mẹ biết bí mật của con rồi con trai à. Kỳ quá trưởng bàn ơi, bé Gia Linh chỉ xin ông già Noel một cây viết mới. Sao Gia Linh lại khác các bạn vậy? Thưa cô, danh sách quà tặng các con muốn được nhận từ ông già Noel đã tổng hợp xong. Chúng tôi cũng đã gọi điện thông báo để phụ huynh mua quà cho con mình. Vâng, cảm ơn chị và ban phụ huynh. À, còn bố mẹ bé Gia Linh, chúng tôi vẫn chưa liên lạc được. Cô giáo có thể cho xin địa chỉ nhà của bé được không ạ? Chị chờ một chút. Làm ơn cho tôi hỏi. Vâng, chị cần gì? Dạ, tôi muốn gặp mẹ bé Gia Linh. Chị tìm tôi có việc gì sao? Tôi là Vân, trưởng ban phụ huynh lớp 2A. À vâng, bữa trước tôi bận quá, không đi họp được nên không biết chị. Mời chị vào trong. Không biết hôm nay chị tới đây là... À, dạ vâng, chả là Giáng sinh năm nay ban phụ huynh lớp 2 muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các con. Mỗi bé sẽ được ông già Noel mang tặng một món quà, đúng như các bé mong ước và đã viết trong thư. Vâng. Ban phụ huynh chúng tôi đã liên lạc tới từng gia đình để thông báo cho bố mẹ biết món quà mà con mình muốn nhận. Mỗi gia đình sẽ gửi món quà này cho ban phụ huynh để ông già Noel mang tặng cho các con vào hôm Giáng sinh ạ. À, vâng. Thật là thú vị. Không biết Gia Linh nhà tôi đã viết gì thế? Tôi đã tìm cách gọi điện cho chị nhưng mà không được, nên đi thẳng tới đây. Đây là bức thư con bé gửi cho ông già Noel. Con xin ông già Noel một cây bút mới. Con bé chỉ xin một cây bút mới sao? Mẹ Gia Linh, tôi thấy hơi lạ. Bình thường những đứa trẻ thích rất nhiều thứ. Con gái thì thích búp bê, quần áo. Con trai thì đồ chơi, siêu nhân. Tại sao Gia Linh chỉ thích một cây bút mới thôi? Tôi thấy cũng lạ. Cũng có thể con bé biết những món quà này không đến từ ông già Noel, mà do bố mẹ chuẩn bị. Con bé còn nhỏ tuổi như vậy. Ở tuổi đó, đứa trẻ nào cũng tin vào ông già Noel. Vậy tại sao con bé... Tôi cũng không biết. Nhưng chắc do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ bé tới giờ, tôi cũng ít để ý quan tâm được tới cháu. Nhớ lại mỗi dịp Giáng sinh, nhà hàng xóm đứa trẻ nào cũng được ông già Noel tới tặng quà, còn nhà mình chẳng bao giờ thấy. Có thế, con bé cũng đoán ra. Chị này, có khi nào con bé tâm sự với chị về những ước mơ hay một thứ gì mà con ao ước có được không? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi mãi lo làm, thấy con tự học hành lại được điểm cao,
Có giấy khen mang về là tôi mừng lắm rồi, đâu có hỏi gì nó nữa. Chị cố nhớ lại xem, chắc phải có một thứ gì đó. À, như có lần xem trên tivi, bé Gia Linh có nói... À, ông già Noel tới rồi. Ơi, ông già Noel mang nhiều quà tới quá. Bộ đồ chơi xếp hình của cháu đâu ạ? À? Ông có mang đĩa bay đến chứ ạ? À? Các con đứng tản ra để ông già Noel phát quà cho từng người nhé. Bé mình anh đâu rồi? Bé Minh Tú đâu? Dạ đây ạ. À. Bạn Gia Linh đâu nhỉ? Nó rất đặc biệt đây. Nha, yeah, đúng là bộ trượt patin mình thích. Cảm ơn ông già Noel. Kìa, cậu bóc quà đi chứ. Ủa, gì vậy Linh? Chào Gia Linh, con đã xin tặng một cây viết mà quên không nói con thích bút chì, bút bi, bút mực hay bút màu. Vì thế ông không thể mang bút tới tặng cho con được. Ông đành tặng cho con hộp nhạc này để thay thế nha. Ông mong là con sẽ thích nó. Ký tên ông già Noel. Xin một cây viết. Thế mà ông già Noel lại biết là con thích hợp nhạc này. Sao hay vậy mẹ? Tại vì Gia Linh của mẹ ngoan, chăm học lại thương mẹ, nên ông già Noel thưởng cho con đó. Trên đời này còn rất nhiều phép màu mà con không biết được đâu. Chỉ cần con có niềm tin. Thật sao mẹ? Sao một chú quỷ nhỏ lại có mặt ở đây? Mình cũng không rõ nữa. Cháu là Bobby. Vâng, chính là cháu ạ. Sao cháu lại muốn làm thiên sứ? Đây vốn dĩ không phải là công việc của một chú quỷ nhỏ như cháu. Vì cháu muốn đưa mọi người lên thiên đường và nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ. Làm sao có thể để một chú quỷ thì làm thiên sứ được chứ? Xin ngài cho cháu được làm thử một lần được không ạ? Đây là ước mong của cháu từ rất lâu rồi. Thôi được, cháu hãy nhận lấy đôi cánh này và đứng vào hàng để tham gia cuộc thi nhé. Trong buổi tuyển chọn lần này, mỗi người các con phải hoàn thành một nhiệm vụ để chứng tỏ rằng mình đã sẵn sàng với vai trò của một thiên sứ. Mỗi người sẽ được sắp xếp gặp một người trần và phán đoán xem có nên đưa người ấy lên thiên đường hay không. Đôi cánh trên lưng có sức mạnh rất lớn. Nó sẽ giúp các con nhìn được quá khứ và đưa người được chọn lên thiên đường. Bây giờ các con hãy đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Vâng ạ. Ta đã chờ mãi, thì ra người đến đưa ta đi lại là một cậu bé có sừng. Cháu không phải cậu bé, cháu là một chú quỷ nhỏ đang tham gia thi để làm thiên sứ. Vậy sao? Thế thì liệu ta có được lên thiên đường không?
ta hiểu. Cuộc đời ta đã phạm rất nhiều sai lầm. Dù sau đó ta đã cố gắng làm nhiều việc tốt để chuộc lỗi, nhưng ta chưa bao giờ hết cắn rứt vì tội lỗi đã gây ra cho vợ của ta. Ta không cầu mong được lên thiên đường. Ta chỉ xin cháu đưa ta đi gặp vợ, để ta có thể nói với cô ấy một lời xin lỗi. Rồi sau đó cô phải xuống địa ngục, ta cũng cam lòng. Thôi được, để cháu thử xem sao. Ôi, nặng quá, tại sao lại thế này? Thử lại lần nữa nào. Ôi, mệt quá, cháu phải nghỉ một lát đã. Có lẽ những tội lỗi của ta quá nặng nề nên không thể lên được thiên đường. Ông hãy đợi một lát, cháu sẽ nghĩ cách đưa ông đi. Có lẽ không được đâu cháu ơi. Ông không muốn gặp lại vợ mình nữa sao? Chưa bao giờ ta thôi mong mỏi điều đó. Ha, cháu có cách rồi. Cháu không thể đưa ông lên được, nhưng đôi cánh này thì có thể. Ông hãy lên đó gặp vợ và nói tất cả những gì muốn nói nhé. Nhưng còn cháu thì sao? Cháu sẽ lại làm một chú quỷ nhỏ như cháu vẫn là thôi. Cảm ơn cháu nhiều lắm, thiên sứ nhỏ đáng mến. Ước mơ của mình là được làm thiên sứ để mang lại thật nhiều nụ cười cho mọi người. Có lẽ mình chỉ có thể làm một lần này mà thôi. Hả? Chuyện gì thế này? Con đã làm rất tốt. Tuy con là một chú quỷ nhưng lại có trái tim ấm áp của một thiên sứ. Ta tuyên bố, từ nay con sẽ chính thức trở thành thiên sứ của thiên đường. Hay quá! Vậy là con được làm thiên sứ rồi. Con cảm ơn ngài. Cây cảnh của cha. Ông hai có cây xanh giá trị quá. Dáng của nó đúng là thế phượng vũ, rất hiếm đó ông à. Bác Hồng lại quá khen rồi. Mà tôi thấy hiếm ai chăm cây, yêu cây như bác đấy, không ngày nào ngơi nghỉ cả. Vâng, những lúc rảnh rỗi, chăm tỉa cái cây, rồi ngắm nghía cũng có cái thú vui riêng bác ạ. Cái cây này giờ mà bán ra thị trường thì chắc cũng được một món kha khá đấy ông hai nhỉ? Tôi thì chưa lúc nào nghĩ đến việc bán cái cây này đi cả, nên cũng không mấy quan tâm. Lần trước tôi đi qua, thấy thợ săn cây cảnh đứng xem kháo nhau tới 30 triệu đấy ông ạ. Thật thế sao? Dạo này có lẽ bác không khỏe lắm. Vâng, sức khỏe mấy nay giảm sút lắm. Già rồi, chẳng biết sống chết thế nào. Bác gắn thuốc thang vào để mạnh, mà còn vui vầy với con cháu, và còn chăm cây nữa chứ. Dạ, con chào bố, cháu chào bác Hồng. Quân, con đi làm về đó hả? Dạ. Bố, mấy hôm nay bố mệt, phải vào trong nhà nghỉ ngơi đi chứ. Sao bố lại ra ngoài thế? Bố ra cắt tỉa và tưới cho cái cây chút nước. Thôi bố để con tưới cho, người ốm còn lo cây cối làm gì. Thôi, ông vào nhà nghỉ đi. Xin phép ông, tôi về đây. Vâng, thay ông lại nhà. Ông ơi, ông thấy trong người thế nào rồi hả ông? Mệt, mệt lắm. Thôi chết, tôi quên mất. Nồi thuốc đang sắc dở dưới bếp. Để tôi xuống xem thế nào rồi mang lên cho ông uống nha. Em à, có lẽ là ta phải bán mấy chỉ vàng quà cưới để lấy tiền thuốc thang cho bố thôi. Xem ra chắc cũng chỉ còn cách ấy. Sáng nay em qua bên ngoại vay nhưng cũng... Hai vợ chồng mình có thế nào thì cũng phải gắng lo liệu thuốc thang cho bố chu tất. Vâng. Thế cứ bán tạm mấy chỉ vàng đó đi, rồi mình lại xoay sở sao nhé. Ông ơi, ông dậy uống thuốc đi ông. Bà,
Bấy lâu bà nói dối tôi có đúng không? Ông nói gì tôi chưa có hiểu. Thì xưa nay tôi hỏi vợ chồng nó lo thuốc thang cho tôi có khó khăn gì không, thì bà cứ lảng đi và nói không có gì. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Ông à, hai đứa chúng nó cứ bắt tôi phải giấu không cho ông biết. Thực tình thì dạo này đúng là chúng nó khó khăn lắm. Thằng Quân còn tranh thủ đi bóc gạch đêm lấy thêm tiền. Thảo nào mấy nay cứ tôi đến là không thấy nó đâu. Lần trước tôi đi qua thấy thợ săn cây cảnh đứng xem, kháo nhau 30 triệu đấy ông à. Bà ra ngoài gọi thằng Quân vào đây. Bố, bố cho gọi con ạ. Quân à, mấy nay bố ốm nặng, gia đình chắc lao đao lắm hả con? Bố, bố cứ yên tâm chữa bệnh đi ạ. À. Còn những chuyện khác bố đừng lo lắng quá. Chúng con còn khỏe, sức dài vai rộng, bố không phải lo đâu ạ. À. Bố biết, nhưng các con vất vả quá. Con à, trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá cả, ngoài cái cây cảnh ngoài sân. Con à, con bán đi lấy tiền trang trải con à. Bố, cái cây cảnh ấy bố dùng bao tâm huyết, bố yêu nó lắm mà. Dù sao nó cũng chỉ là một cái cây thôi. Con bán đợt sắp Tết này còn được giá, chứ để ra viên thì không được đâu. Thôi bán đi con ơi, nghe lời bố nghe. Bố, chúng con vẫn lo được mà, không cần phải... Nào, nếu con không bán thì bố sẽ nhất quyết không chữa bệnh nữa. Bố, ông phải hứa với bố là sẽ nhanh tìm người bán cây đi, nghe chưa? Vâng, bố. Và mày không có duyên với nhau rồi sanh nè. Vắng mày tao buồn biết bao. Thế này là thế nào hả Quân? Bố, mấy hôm bố ốm, bố đòi bán quá, con đành phải nhờ người mang sang Bắc Hồng hàng xóm để tạm đấy. Thế hóa ra con chưa bán thật sao? Sao con có thể bán được cơ chứ? Bố đã dành vào đó biết bao là tình cảm, là người bạn giúp bố khuây khỏa tuổi già. Chúng con dù có thiếu thốn mấy thì cũng nhất quyết không bán cây này đâu ạ. Còn hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.